À, em chào các bác nhé. Nay em lại sang nhà anh hàng xóm uống nước rồi. Mà để xem hôm nay có cái gì mới em cũng lại view lên để cho các bác xem. Bây giờ là 7 rưỡi các bạn. Ở quê em thì ra đường là cũng vắng vẻ lắm. Đây là thành phố Cao Bằng các bạn. Nhiều người hỏi không biết ở đâu. Cao Bằng thì vẫn là thuộc tỉnh miền núi. Đây rồi, em chuẩn bị đến nhà đây rồi. Mấy anh em chơi với nhau. Buổi tối thì em cũng thường hay sang đây uống nước, tán gẫu. Xem hôm nay anh có nhà không? Đang chuẩn bị đi đâu đây? Đi đâu đây? Đi đâu đây? Đấy, ra nhà văn hóa. Anh trở lại ra nhà văn hóa. Ừ. Đấy, mà mục đích là sang đây uống nước chè thôi nhưng mà lại uống rượu rồi các bạn. Quê em thì rất hay uống rượu, không như ở các tỉnh khác là cứ phải vào ăn bữa cơm hay là những bữa ăn chính thôi thì mới bỏ rượu ra uống. Cho nên là cứ gặp nhau và thích quý mến nhau là rót rượu ra uống thôi, không cần có cái gì cả, uống nước chè, chè đá với nhau là một hai chén rượu là có câu chuyện có trò, gặp nhau là rất là vui. Đây là nhà văn hóa của tổ các bạn. Hôm nay là các bác là đưa con em ra nhà văn hóa để sinh hoạt hè. Thì gặp nhau là cũng là một đôi ba chén rượu. Ngồi uống rượu tí thôi, thế là các bạn giờ là em đi về rồi, trời đang bão bùng sắp mưa to rồi.
Này, đường về nhà em thì nó hơi tối. Khả năng là trời này là cũng chưa mưa được đâu. Sớm chớp vậy thôi chứ còn khả năng là không không mưa được. Chắc em lại phải quay sang nhà anh bạn kia uống nước đã. Bây giờ vẫn còn sớm các bạn. Mấy anh em hay tập trung buổi tối. Hay tụ tập là làm một hai chén chè rồi mới về cho nó mát rồi về đi ngủ. Nó rộng nha, cho nó rộng cho nó bò chứ. Bò nha. Thế thôi, bây giờ đến giờ em đi về thật ở đây các bạn. Quê em thì buổi tối thì cũng không có nhiều chỗ chơi đâu. Chỉ có ai đi uống nước hay cà phê hay trà đá. Nào, video hôm nay thì cũng không có gì đặc sắc cả. Nhưng mà em cũng vẫn quay lên để cho các bác xem. Hy vọng rằng sắp tới thì có nhiều video nữa, có những nội dung nó đặc sắc hơn. Thì mong các bác yêu quý thì cũng ủng hộ em đăng ký để em phát triển kênh có nhiều nội dung hay hơn nữa. Rồi, chào em, xin phép kết thúc video tại đây. Xin phép chào các bác.